Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến thương hiệu Ray-Ban đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng đã mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra. Như các bạn có thể thấy, phần bằng keo giấy vẫn còn rất là nguyên vẹn. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mỗi sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu mắt kính ngày hôm nay. Bên trong kiện hàng chúng ta sẽ thấy họ đóng gói tương đối đơn giản nha. Chúng ta có túi ni lông nè để bảo quản cho chiếc hộp mắt kính bên trong. Đây các bạn. Trên đây chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp một số thông tin về sản phẩm như là mã sản phẩm cũng như là mã bộ sưu tập RX8421 chuẩn UKCA và mã màu cho mẫu này sẽ là 3126 Brown on Arista, có nghĩa là màu nâu trên cái khung kim loại màu vàng gold đánh bóng các bạn nha. Arista là màu vàng gold cho tới đánh bóng thì gọi chung là Arista. Demo lens có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái tròng kính trong suốt và cái tròng kính này là tròng kính demo để chúng ta có thể thay đổi tròng kính theo nhu cầu. Size kính cho mẫu này sẽ là 52mm, chiều dài càng kính là 145mm. Bên hông của phần tem thì chúng ta sẽ có tên tập đoàn Luxottica Group và dòng chữ Made in China được hoàn thiện tại Trung Quốc các bạn nha. Rồi đó là những cái thông tin cho có trên tem và khá là đầy đủ, kể cả hình ảnh của chiếc mắt kính bên trong luôn được thể hiện rất là rõ ràng trên tem. Đây là một cách thiết kế tem rất là đặc trưng của Luxottica. Và phía dưới chúng ta sẽ không có gì khác nha, tạm thời mình để một bên. Mình sẽ mở cái túi ni lông này trước khi đeo vào tay vào, vì nó sẽ rất là trơn. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu lại về thương hiệu Ray-Ban là cho những bạn nào chưa biết. Ray-Ban là một thương hiệu kính mát và kính mát sang trọng của Mỹ và Ý, được thành lập vào năm 1936 bởi Paul and Blom. Thương hiệu này được biết đến với các dòng kính mát như là Wayfarer và Aviator cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Năm 1999 thì Paul and Blom bán thương hiệu này cho tập đoàn kính mát của Ý là Luxottica Group với giá là 640 triệu đô la. Vào năm 2021 thì Ray-Ban đã thương mại hóa một cái mẫu kính thông minh mà họ đã phát triển với Facebook Reality Lab có tên là Ray-Ban Story. Đó là một cái bước tiến khá là mới trong ngành mắt kính các bạn nha. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho chúng ta một mẫu kính mắt đến từ thương hiệu Ray-Ban này. Ngay từ chiếc hộp bên ngoài các bạn thấy đó, nó rất là đặc trưng luôn. Thông thường thì chúng ta sẽ thấy những mẫu kính trước sẽ là những chiếc túi da rất là quen thuộc của Ray-Ban. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy một chiếc hộp nhựa với vân carbon rất là đẹp. Và hình dạng của chiếc bóc này nó cũng khá là giống chiếc mắt kính các bạn nha. Trên đây thì chúng ta vẫn sẽ có logo Ray-Ban được khắc chìm rất là sắc nét. Đây các bạn, đây là toàn bộ phần bóc nè. Rất là tỉ mỉ luôn. Không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ mở hộp luôn nha. Bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta, một cái lớp phủ nhung, một chiếc khăn lau chuyên dụng đến từ Ray-Ban với cái tông màu đen và logo Ray-Ban màu đỏ rất là đặc trưng. Bên trong thì lớp nhung này chúng ta cũng sẽ có tên thương hiệu Ray-Ban màu đen nữa các bạn. Đó, và đây chính là chiếc kính mắt của chúng ta ngày hôm nay. Mới 100% nha. Ray-Ban thì họ bảo vệ hai chiếc càng kính khá là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một cái lớp ni lông lụa mỏng như thế này bọc một bên càng kính bên trái. Tạm thời mình sẽ lấy ra nha. Ở đây nhân vật chính của chúng ta nè các bạn, mới 100% luôn, rất là đẹp. Mẫu này sẽ có tên đầy đủ là Ray-Ban Men's Sunglass hay là Unisex. Thường thì là những mẫu kính mắt sẽ là Unisex các bạn nha, nhưng mà nó thiên về nam nhiều hơn. Mẫu này thì có số mã đầy đủ sẽ là RX8421312652. Mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc kính mắt này với một mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nha.
Với độ rộng kính trên mẫu này, chúng ta sẽ có là 52mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của xship.vn thì đều có một cái đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính nó phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn một số cái yếu tố khác như là hình dạng khuôn mặt nè, chi tiết hai bên thái dương của các bạn cũng như là cái phần form kính này nữa. Đây là những cái yếu tố nó cực kỳ quan trọng luôn, giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang và phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính nó mới là phù hợp với bạn nha. Về mẫu trồng kính thì chúng ta sẽ có một cái trồng kính demo trên tròng và chúng ta vẫn sẽ có logo thương hiệu Ray-Ban rất là lớn ở đây. Đó. Chắc chắn là chúng ta sẽ thay trồng kính này phù hợp với nhu cầu. Các bạn có thể thay trồng kính mát hoặc là thường là chúng ta sẽ thay trồng kính cận hoặc là kính thuốc các bạn. Đó, nó tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình thì chúng ta sẽ thay trồng kính. Đó chính là cái mục đích chính. Còn chiếc mắt kính này chúng ta sẽ quan trọng tới cái phần khung kính các bạn nha. Về cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 19mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính sẽ tính được khoảng cách từ điểm chính này qua điểm kính bên đây, chỉ là phần cầu kính của chúng ta các bạn. Và càng kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 145mm, một chiếc càng kính tương đối dài nha. Đây, rất là dài luôn các bạn. Hầu hết những cái số đo và thông số kỹ thuật đều được đây, cái mã sản phẩm luôn thể hiện bên trong cái càng kính bên trái. Như trên sản phẩm này chúng ta sẽ có đây là RB8421 nè. Mã màu sẽ là 3126 và thông số kỹ thuật là 52-19-145. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Ray-Ban, chuẩn UKCA và dòng chữ Made in China được hoàn thiện tại Trung Quốc. Phía sau tay kính chúng ta sẽ có hai cái lớp đệm cao su, cũng sẽ có khắc logo Ray-Ban trên đây nha các bạn, ở cả hai bên luôn. Nó khá là nhỏ cho nên là camera khó bắt nét vào nha các bạn. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính này. Còn phía bên ngoài càng kính các bạn sẽ thấy nè, đầu tiên là một phần thân kim loại sẽ được khắc tên Ray-Ban, cùng với đó là chế tác kính phay xước, nó tạo nên một cái điểm nhấn khá là mạnh mẽ trên cái phần thân càng này. Và đặc biệt hơn thì cái lớp kim loại này chúng ta sẽ có một cái lớp mạ PVD màu vàng gold cực kỳ sang trọng luôn. Logo Ray-Ban thì được khắc rất là sắc nét nha các bạn. Ở cả hai bên chúng ta đều sẽ có cái chi tiết này, nó tăng cái độ nhận diện thương hiệu cho mẫu mắt kính hầu như là tối đa từ các góc nhìn khác nhau. Phần thân càng chúng ta sẽ có một cái màu nâu cùng với đó là vân carbon, mang lại một cái trải nghiệm rất là đẹp cũng như là cái điểm ấn tượng như trên phần thân càng. Các bạn sẽ thấy nè, ở cả hai bên chúng ta đều sẽ có những cái họa tiết này, cả trong lẫn ngoài các bạn nha. Ở bên trong chúng ta sẽ có cái vân họa tiết màu đen, ở ngoài sẽ là màu nâu. Về phần dạng khung trên mẫu này thì đây là một cái dạng khung cũng khá là quen thuộc rồi, dạng square, một dạng cực kỳ phổ biến luôn. Kiểu kính này nó sẽ phù hợp với những bạn có khuôn mặt hơi tròn một chút xíu vì nó giúp tôn dáng và làm cân đối gương mặt các bạn hơn rất là nhiều. Chính vì vậy thì nó được sử dụng rất là rộng rãi, từ dạng khung chữ nhật hoặc là dạng khung vuông như thế này, nó phổ biến ở tất cả các thương hiệu luôn, không chỉ riêng là Ray-Ban. Về màu khung ở đây chúng ta sẽ có màu brown phối gold, có nghĩa là chúng ta thấy nè, đường chân mày sẽ là màu brown tức là màu nâu, và phần khung còn lại những cái phần kim loại đều sẽ là màu gold với chế tác đánh bóng, mang lại cái hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt cũng như là cái sự bóng bẩy sang trọng cho mẫu mắt kính này. Phần chân gá mũi chúng ta cũng sẽ có tông màu vàng gold và cùng với đó là logo Ray-Ban, như các bạn có thể thấy là họ khác phần chân gá mũi luôn ở cả hai bên, rất là chi tiết nha. Đây là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà được khắc cực kỳ sắc nét luôn, chỉ có những chiếc mẫu kính hàng chính hãng thì mới có thể chăm chút tỉ mỉ đến những cái chi tiết như thế này. Các bạn lưu ý kỹ khi chọn lựa mua một chiếc mắt kính hàng chính hãng nha. Đây các bạn, khung kim loại thì rất là mỏng và bền, phù hợp với nhiều khuôn mặt nè. Mẫu mã cũng rất là đa dạng và tinh tế. Gọng kim loại thì luôn được coi là sang trọng hơn gọng nhựa rất là nhiều và điển hình như trên sản phẩm này, các bạn cũng đã thấy được điều đó. Nó thích hợp cho nhiều lứa tuổi và người làm việc trong môi trường trang trọng lịch sự nữa nha các bạn. Chứ mình thấy đây sẽ là một trong những chiếc mắt kính khá là đáng tiền, cũng như là nó sẽ phù hợp cho những bạn nào làm việc văn phòng đó, hoặc là những cái nơi mà trang trọng lịch sự, chắc chắn đây sẽ là một cái lựa chọn rất là hoàn hảo luôn, với những cái thiết kế rất là nổi bật và thanh lịch như thế này. Mình sẽ show lại một lần nữa cho các bạn xem tất cả các góc cạnh nha. Khớp kính thì phải nói là cực kỳ chắc chắn, cùng với đó là độ nảy rất là tốt nha các bạn. Để các bạn thấy nè, đó, mình chỉ cần đẩy nhẹ thôi là kính đã tự gập lại và cũng như tự bung ra. Độ nảy rất là tốt ở cả hai bên luôn. Trọng lượng kính thì rất là nhẹ nha các bạn, phải nói là cực kỳ nhẹ luôn. Đây. Trải nghiệm đeo thì chắc chắn sẽ rất là tuyệt vời. Mình sẽ quay tất cả các góc nha các bạn, cho các bạn có thể thấy được cái sản phẩm của chúng ta nó tuyệt vời. Và qua các góc quay các bạn thấy đó, sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% nè, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung. Ống kính thì chúng ta không quan trọng rồi, thì chắc chắn là về mình sẽ thay cái trồng kính theo nhu cầu cá nhân của mình.
Tuy nhiên thì đồng kính chỉ bám bụi thôi, cũng không hề có một cái vết trầy xước nào luôn. Tất cả các chi tiết đều còn rất là hoàn hảo, mới 100% nha các bạn. Một khớp nè, thân càng nha các bạn. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mắt ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu kính đến từ Ray-Ban nói chung, cũng như là mẫu kính mắt ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.